con sinh ra. Mẹ của con đã là cô giáo, một vất vả lặng thầm, một bình dị bao dung. Bài mẹ già vẫn theo con suốt cuộc đời này, cho con viết tiếp những dòng mê say. Bàn tay mẹ thêm gân guốc hao gầy, nước da mẹ sạm màu xương gió. Nắng mưa dài dầu, tóc mẹ xuống rơi. Con lớn lên rồi cũng trở thành cô giáo, những thăng trầm sóng gió vui pha. Cuộc đời này dòng sông có nắng có mưa, có nụ cười, có cả giọt nước mắt rơi. Con đã chọn bước đường âm nhạc, sáng tác thi ca khiêu vũ sân đời. Dẫu con biết đời còn bao vất vả, chỉ như người đi biển chưa phong ba. Dù cuộc đời còn bão táp mưa xa, con vẫn gắng gượng bước đường phía trước. Một ngày mai sẽ là niềm mơ ước. Bài ca này con viết tặng mẹ. Dòng sông có nắng có mưa, có nụ cười, có cả giọt nước mắt rơi. Con đã chọn bước đường âm nhạc, sáng tác khi ta thiếu vũ sân đời. Dẫu con biết đời còn bao vất vả, chỉ như người đi biển chưa phao mong ba. Dù cuộc đời còn bão táp mưa xa, con vẫn gắng gượng bước đường phía trước. Một ngày mai sẽ là niềm mơ ước. Bài ca này con viết tặng mẹ.
bàn tay mẹ thêm gân guốc hao gầy, nước da mẹ sạm màu sương gió, nắng mưa dài dầu tóc mẹ sương rơi. Con lớn lên rồi cũng trở thành cô giáo, những thăng trầm trong gió vui pha. Cuộc đời này cũng như một dòng sông, giọt nước mắt rơi. Con đã chọn bước đường âm nhạc, sáng tác khi ta thiếu sân đời. Dẫu con biết đời còn bao vất vả, con vẫn kiên trì như người đi biển trước. Tương truyền khi đổ
xây chùa, xây cầu cho dân. Trạng Nguyên giữ chức thượng thư, thức hàng xuyên báo, lỗ việc ban sao. Phủ vua giúp nước công lao, vua ban bông lộc, trạng ban cho nghèo. Quan trạng có đức có tài, sinh con tiến sĩ cùng người đại danh. Thâm đình nguyệt áng Thái Sơn, người đời còn nhớ một vị kỳ nhân. Vào đời vua Trần Minh Tông, con làm nguyệt áng gia đình họ Lê. Sáng như ngọc, tiếng thì như chuông. Từ nhỏ trí tuệ hơn người, lớn lên thành đạt, được vào Hàn Lâm. Triều đình phong chức Hóa Châu, cầm quân thắng trận, vua Trần Thượng Ban. Phần thuế thu giặc chiếm lại chiếm kinh thành, vua ban lệnh tiết ông thời cầm quanh. Cầm quân thăng giặc nước An, vua phong ông tiếp công lao huy hoàng. Nhớ ơn ân đức của ông, dân làng xin được thờ ông phúc thần. Về thăm hạnh thị quê hương, thăm đền di tích thần đồng họ Lê. Cha ông chiêu liệt đại phu, mẹ ông là tông tứ phẩm cung nhân Lê Khắc Cận. Một vì sao trời Hải Phòng bừng thêm mười trí lớn, thi hương thi hội đỗ cao. Đặt Đại Nguyên hội nguyên ông đứng đầu, dạng danh cha mẹ tổ tông. Song Nguyên hoàng giáp lập công giúp đời, nhà bài điệu của ông. Lời trung thuần trung nghĩa mến thương dân, đời đời mãi khắc ghi công. Nhà văn hóa yêu nước Lê Khắc Cận, An Lão là đất địa linh, tự hào nhân kiệt oai linh sáng ngời. Bậc tiền nhân cho ngoan cố gắng rèn công học hành, mai này giúp ích cho đời, tô thêm trang sử rạng ngời quê hương. Mai này giúp ích cho đời, tô thêm trang sử dạng ngời quê hương. Mai này giúp ích cho đời, tô thêm trang sử dạng ngời tổ tông.
quê đất vàng là bà Lê Chân. Nữ tướng vì nước vì dân khai sinh ra chân, hại tần con đưa nợ nước dưới chuông bà Trưng, đánh quân xâm lấn dựng lên cơ đồ vẹn toàn tài sắc nữ nhi. Mà hồng võ tướng còn ghi sử vang thanh thang, biên ải quan san chứng vương tín chọn là quan trường vinh. Công lao hiền hách còn ghi trung tâm thành phố tượng đài thanh chân. Cầm đồng tiền áo choàng tung bay về đây an lão quê tôi, về thăm di tích đền thờ Lê Chân. Núi voi nữ tướng rèn quân chiêu mộ binh sĩ chờ ngày khởi quân. Núi voi hương ứng mê linh cùng an biên thắng lập nhiều chiến công. Núi voi có đền Lê Chân, Nguyệt Áng có đền Trạng Trần Tất Vân, đình đền nơi chốn linh thiêng thờ quan Trạng Vương tiên hiền vì dân. Truyền khi đỗ Trạng Nguyên, Trạng liền xây chùa xây cầu cho dân. Trạng Nguyên giữ chức thượng thư tước hàng xuyên báo lỗ việc ban sao, phủ vua giúp nước công lao, vua ban bông lộng Trạng ban cho Trạng có đức có tài, sinh con tiến sĩ cùng người đại danh. Thăm đình Nguyệt Áng Thái Sơn, người đời còn nhớ một vị kỳ nhân. Vào đời vua Trần Minh Tông con làm Nguyệt Áng gia đình họ Lê, sáng như ngọc tiếng thì như chuông. Từ nhỏ trí tuệ lớn người lớn lên thành đạt được vào Hàn Lâm, triều đình phong chức Hóa Châu cầm quân thắng trận vua Trần Thượng Ban. Phần thuế thu giặc chiếm lại chiếm kinh thành, vua ban lệnh tiếp ông thời cầm quanh. Cầm quân thăng giặc nước An, vua phong ông tiếp công lao huy hoàng. Nhớ ơn ân đức của ông, dân làng xin được thờ ông phúc thần. Về thăm hạnh thị quê hương, thăm đền di tích thần đồng họ Lê. Cha ông chiêu liệt đại phu, mẹ ông là tông tứ phẩm cung nhân Lê Khắc Cận một vì sao. Trời Hải Phòng bừng thêm mười trí lớn, thi hương thi hội đỗ cao, đặt dạy nguyên hội nguyên ông đứng đầu.
mẹ Tổ Tông, sống nguyên hoàng giáp lập công giúp đời. Nhà thơ yêu nước quê tôi, tài năng đức độ vua khen hết lòng. Vua trọng bài điệu của ông, lời trung thần trung nghĩa mến thương dân. Đời đời mãi khắc ghi công, nhà văn hóa yêu nước Lê Khắc Cần. An Lão là đất địa linh, tự hào nhân kiệt oai linh sáng ngời, noi gương những bậc tiền nhân cho ngoan cố gắng rèn công học hành, mai này giúp ích cho đời, tô thêm trang sử rạng ngời quê hương. Mai này giúp ích cho đời, tô thêm trang sử